Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng Phạm Minh Chính hứa sẽ xử lý nghiêm vi phạm chi phí phòng chống COVID-19. Thông điệp được ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra vào cuối tuần trong phiên họp thường kỳ mỗi tháng sau khi các cơ quan chức năng được yêu cầu vào cuộc để kiểm tra, làm rõ việc giá kit xét nghiệm đã bị đẩy lên quá cao. Quan điểm của chính phủ là xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm, công khai kết quả xử lý cho nhân dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ như vậy. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp của chính phủ thường kỳ vào tháng 9. Tại cuộc họp báo chính phủ diễn ra sau đó, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, bộ này lập đoàn thanh tra kiểm tra do thanh tra Bộ Y tế chủ trì. Đoàn thanh tra sẽ làm việc với một số địa phương để kiểm tra và làm rõ, chấn chỉnh việc loạn giá kit xét nghiệm, chi phí xét nghiệm. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng có văn bản đề nghị các tỉnh thanh tra kiểm tra việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, kit test nghiệm, ông Tuyên cho biết thêm và mô tả có việc yêu cầu hàng tuần đưa thông tin giá kit xét nghiệm lên cổng thông tin của Bộ để đảm bảo công khai và giá cả cạnh tranh. Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh chỉ đạo Sở Y tế và thanh tra kiểm tra mua sắm trang thiết bị, cơ sở dịch vụ xét nghiệm. Bộ Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra đang đi kiểm tra các tỉnh để xem xét, chấn chỉnh hành vi nâng giá. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đã nói như vậy. Trong thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đang than phiền về việc thực trạng họ từng trả phải chi phí xét nghiệm cao hơn so với mức quy định của Bộ Y tế đưa ra. Phí xét nghiệm cao là một trong những chi phí doanh nghiệp đang phải gánh hàng tháng trong bối cảnh COVID-19 đã và đang gây các ảnh hưởng nghiêm trọng chưa từng có tại Việt Nam. Tuy rằng chính phủ sẽ nói rằng sẽ xử lý nghiêm vi phạm chi phí phòng chống COVID, kể cả các yêu cầu xét nghiệm ở mỗi địa phương nhưng lại hoàn toàn khác nhau về giá cả. Quy định của Bộ Y tế chỉ yêu cầu doanh nghiệp phải test nhanh, nhưng địa phương lại yêu cầu phải có xét nghiệm PCE trong vòng 72 giờ. Việc phục hồi sản xuất của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng do thiếu lao động trầm trọng và việc yêu cầu xét nghiệm mỗi nơi mỗi khác đang làm khó các doanh nghiệp. Ngoài 3-4 doanh nghiệp sản xuất kit test nhanh trong nước, hiện có thêm khoảng 30 doanh nghiệp được phép của bộ này cho phép nhập khẩu. Đây là hình ảnh hàng dài các shipper lẫn những người chở hàng chở hơn 2 tiếng vẫn chưa được xét nghiệm, theo tờ báo Thanh Niên chia sẻ. Trong khi đó, một cán bộ có chức sắc ở Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh được báo Tuổi Trẻ dẫn lời nói rằng, theo nguyên tắc dựa trên danh sách của Bộ Y tế cấp phép, các địa phương sẽ tổ chức đấu thầu các loại thiết bị y tế, trong đó có test kit. Tuy nhiên, một số địa phương, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, theo phương thức chỉ định thầu. Có hai lý do, đó là luật cho phép trong điều kiện chống dịch được quyền chỉ định, mặt khác kế hoạch triển khai gấp rút không thể đấu thầu kịp, trong khi đấu thầu thì ít nhất cần khoảng 3 tháng, tờ báo Tuổi Trẻ trong nước cho biết. Cũng trong tuần vừa qua, báo Thanh Niên có cuộc phỏng vấn với tập đoàn Vingroup liên quan đến việc mà báo này mô tả là Vingroup bị cho là đã trục lợi từ 25 triệu bộ xét nghiệm COVID-19. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup Việt Nam Nguyễn Việt Quang nói, chúng tôi phẫn nộ trước những quy chụp cho rằng Vingroup trục lợi từ việc này. Đó là những quy chụp hồ đồ và thiếu lương tâm với tâm huyết chống dịch từ trước đến nay của chúng tôi, cũng như của các doanh nghiệp khác. Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Thanh Niên về những ý kiến cho rằng các bộ kit test tại nước ngoài giá chỉ có từ 1 đến 1,5 USD, mà Vingroup có thể kiếm lãi gấp 10 lần giá gốc. Ông Quang nói, chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi trên thế giới, nhưng chưa thấy ở đâu có test nhanh nào giá đó. Vì vậy, tại Đức thì những bộ test như vậy đã bán đầy rẫy ở các siêu thị với giá tương ứng. Tổng giám đốc của tập đoàn Vingroup đã mô tả việc họ sắp có nhà máy sản xuất sản phẩm kit test nhanh là dự án phi lợi nhuận. Mới đây, khi bắt đầu sản xuất, chúng tôi sẽ cung cấp trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp với giá gốc, giúp giảm chi phí xét nghiệm cho họ và giảm gánh nặng cho hệ thống y tế, ông Quang nói thêm. Tuy nhiên, như bản tin của Thời báo .d đã phát hôm trước và theo các thông tin có thể kiểm chứng trên mạng Internet, thì bộ tự xét nghiệm Nanocheck của Đức có giá bán dao động từ 10 euro đến 50 euro cho một hộp gồm 25 xét nghiệm, tùy thuộc vào số lượng mua. Đây là hình ảnh trong siêu thị của Đức, một bộ kit test tự xét nghiệm Nanocheck chỉ có giá 0,95 euro, tức là chưa đến 1 euro. Mua 7 bộ xét nghiệm thì giá có 5,94 euro, mua số lượng lớn hơn thì 10 euro cho 25 xét nghiệm, trong khi người dân Đức
chỉ phải trả khoảng 1 USD cho một lần tự xét nghiệm thì người dân Việt Nam đã phải trả đến 10 USD. Như vậy, tính sơ sơ đã phải mua đắt gấp 10 lần. Vậy là người Việt Nam có chi phí đắt hơn người Đức đến khoảng 140 lần nếu lấy giá xét nghiệm thấp nhất được biết ở Việt Nam là 170.000 đồng, tức là tương đương với 7 USD, và giá cao nhất là 730.000 đồng, tương đương với 30,45 USD, thì người Việt Nam chịu chi phí cho một lần xét nghiệm đắt hơn người Đức trong khoảng trên 100 lần. Riêng đối với tập đoàn VinGroup thì chúng tôi có bài phân tích mang tựa đề được Bộ Y tế chỉ định thầu 2.000 tỷ, 130 triệu bộ kit test nghiệm Vượng Vin đang kiếm tiền thân xác người dân như thế nào. Một văn bản đã được tiết lộ trên trang Facebook của Bùi Thanh Hiếu tìm hiểu cho thấy Bộ Y tế đã đề xuất 5 tỉnh thành miền Nam phải mua của tập đoàn VinGroup tổng cộng 131 triệu liều test COVID-19 có giá trị gần 2.000 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và trung ương cho các tỉnh gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Kiên Giang. Văn bản số 7263 ghi ngày 1 tháng 9 năm 2021 là dạng công văn do lãnh đạo Bộ Y tế gửi đến Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái với đề xuất xin ý kiến lựa chọn nhà thầu đặc biệt để mua sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-19. Đây là hình ảnh công văn số 7263 của Bộ Y tế vào ngày 1 tháng 9 năm 2021 đề xuất với Phó Thủ tướng duyệt cho tập đoàn VinGroup trúng thầu chỉ định tới 2.000 tỷ đồng để bán 131 triệu bộ xét nghiệm COVID-19 được tiết lộ trên trang Facebook của Người Buôn Gió. Văn bản cũng quy định rằng 5 tỉnh thành nói trên sử dụng ngân sách địa phương để trả toàn bộ chi phí mua sinh phẩm xét nghiệm cho VinGroup. Trường hợp được Trung ương đảm bảo thanh toán thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Sự việc này có vẻ kín kẽ, mặc dù đây không phải là công văn mật, nhưng báo chí trong nước hầu như không có thông tin về vụ việc chỉ định thầu với số lượng hàng trăm triệu bộ kit test và chi tiêu hàng ngàn tỷ đồng ngân sách như vậy đã dành riêng cho một doanh nghiệp cung cấp độc quyền gần hết thị trường miền Nam. Từ khi đại dịch bùng phát ở miền Nam Việt Nam, có rất nhiều vụ cưỡng bức dã man của chính quyền buộc người dân phải đi xét nghiệm. Và sự phẫn nộ đến đỉnh điểm khi hàng chục nhân viên công quyền ở phường Viễn Phú, quận An Bình, Dương đã phá cửa nhà chung cư, bẻ trái tay cưỡng bức một cô giáo dạy yoga chỉ để xét nghiệm ngoáy mũi. Sự việc được báo Tuổi Trẻ ghi nhận rằng xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng và các luật sư cho rằng có dấu hiệu hình sự từ các nhân viên công quyền này. Việc xét nghiệm cưỡng bức còn được pháp luật Việt Nam đảm bảo bằng nghị định cho phép xử phạt người lên đến 3 triệu đồng nếu dám chống lại yêu cầu xét nghiệm. Điều này cho thấy việc kinh doanh thiết bị xét nghiệm COVID-19 là độc quyền và là siêu lợi nhuận đến mức độ nào và người ta sẵn sàng làm mọi chuyện. Tập đoàn VinGroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng ăn nên làm ra chủ yếu từ thị trường bất động sản, nơi mà việc ăn chia hối lộ cho quan chức là điều tất yếu. Không cần phải có bằng chứng mà cũng không thể có bằng chứng trong những thương vụ mang lại lợi nhuận hàng ngàn tỷ đồng cho tập đoàn VinGroup vì sự cấu kết tinh vi chặt chẽ của những khoản tiền hối lộ khổng lồ và các lãnh đạo tư bản đỏ đã tạo thành nhóm lợi ích thao túng tất cả những lĩnh vực kinh doanh béo bở ở Việt Nam. Cuối cùng, chỉ người dân là phải gánh chịu mọi hậu quả. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vũ, em trai ông Phạm Nhật Vượng, đã bán cổ phiếu cho Mobile Phone nhằm chiếm đoạt tới 7.000 tỷ đồng và hối lộ hơn 3 triệu USD cho các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng cuối cùng thì chỉ bị kết án có 3 năm tù, tương đương bản án dành cho một tên người trộm cắp một chiếc xe đạp. Phạm Nhật Vượng quả là nhạy cảm với lợi nhuận. Khi đại dịch COVID-19 mới xảy ra, ông ta đã nhảy vào lĩnh vực sản xuất máy thở oxy và nay thì cung cấp hàng trăm triệu bộ kit test dưới sự bảo trợ hoàn toàn của Bộ Y tế. Và lý do giải thích cho việc chỉ định giá thầu trị giá tới 2.000 tỷ đồng, lãnh đạo Bộ Y tế viết trong văn bản rằng VinGroup không phải là nhà thầu, không có kinh nghiệm trong bán sinh phẩm xét nghiệm. Do vậy, Bộ Y tế đề xuất áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu Thầu, nghĩa là chỉ định thầu, không qua đấu thầu. Lý do mà Bộ Y tế đưa ra thật là kỳ lạ. Lẽ ra người mua cần phải chọn những đối tác có kinh nghiệm lâu năm, có chuyên môn cao trong kỹ thuật y tế và dành hiểu với thị trường để có thể đàm phán mua những thiết bị tốt nhất với giá thành hợp lý nhất. Nhưng cuối cùng thì Bộ Y tế lại viện lý do VinGroup không phải là nhà thầu và cũng không có kinh nghiệm như là một điểm mạnh để chỉ định cho VinGroup trúng thầu. Điều trớ trêu này chỉ có ở Việt Nam và phía sau lưng nó chắc chắn sẽ có những phần lãi quả phần trăm rất lớn cho các quan chức của Đảng Cộng sản. Có lẽ điểm mạnh nhất mà lãnh đạo Bộ Y tế sẽ rất hiểu
nhưng không tiện ghi vào văn bản, đó là Vingroup rất mạnh về tài chính và rất mạnh về trung trì hối lộ. Điểm mạnh này trúng tim đen của các vị lãnh đạo có thẩm quyền quyết định hàng ngàn tỷ đồng ngân sách của nhà nước để đem số tiền lại quả đủ lớn cung cấp thêm cho các biệt thự, xe hơi, con cái của họ thoải mái tiêu pha và đi học ở nước ngoài, tài sản mua ở các nước tư bản. Và điều đó cũng lý giải vì sao một doanh nghiệp chân ướt chân ráo trong ngành y tế đã lập tức trúng gói thầu hàng ngàn tỷ đồng dưới sự bảo trợ của Bộ Y tế và Chính phủ Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 10 năm 2021 với bản tin Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ xử lý nghiêm vi phạm chi phí phòng chống Covid. Liệu có làm được không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.